Alo. Xin kính chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh của trung tâm âm nhạc Son Piano đã có mặt trong căn phòng học ngày hôm nay. Thì hôm nay đến với chương trình khai trương của thầy Lâm thì em xin dành một bài hát có tựa đề là Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiền Thanh. Sợ không gian yêu